Rất nhiều tài sản đã bị thiêu rụi trong vụ cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2018 trên đường Lê Duẩn, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ một nhà kho chứa các thiết bị điện tử của một doanh nghiệp trên đường Lê Duẩn, sau đó lan sang một ngôi nhà bên cạnh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Ninh Thuận đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy và giúp đỡ những hộ dân ở sát điểm cháy di chuyển các vật dụng ra khỏi nhà. Do gió lớn, khó dập tắt ngọn lửa nên cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải huy động thêm phương tiện chữa cháy từ sân bay Thành Sơn đến hỗ trợ. Đến 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt, hiện chưa có thông tin thiệt hại về người. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.